Xin chào, mình là Linh và các bạn đang xem kênh YouTube Linh Lớp Lánh. Ở đây mình sẽ nói về những quyển sách mình cảm thấy thú vị và hôm nay sẽ là Cội nguồn lịch sử vĩ đại của vạn vật của nhà sử học David Crichton. Một cuốn sách vừa lên kệ của nhà Omega Cộng. Đây là quyển sách sẽ giúp cho chúng ta trả lời được một cách thấu đáo câu hỏi vì sao phải đi học. Kể từ bây giờ, bất kỳ cô bé cậu bé nào béo máu chất vấn mình cái câu này, mình sẽ tự tin trả lời rằng chúng ta đến trường để tìm kiếm kho báu mà vũ trụ đang ký gửi ngay trong chính bản thân mình. Cội nguồn gồm có 12 chương, kể câu chuyện về điểm khởi đầu của vũ trụ, nơi mà hành tinh của chúng ta đang thường trú. Sau đó tập trung vào những gì đã và đang diễn ra trên trái đất, đặt cả quá trình này trong cái cách mà vũ trụ đang vận hành để dự đoán tương lai. Lần đầu tiên mình tiếp cận lịch sử nhân loại ở một góc rộng hơn, nhìn thấy một bức tranh nhiều liên kết hơn giữa con người với vũ trụ, với vạn vật trên hành tinh. Lần đầu tiên mình nhận ra là tất cả những môn mình học ở trường đều có liên quan đến nhau, đều phục vụ cho việc khám phá điều kỳ diệu của sự sống, giúp cho chúng ta định vị được vai trò của mình giữa dòng chảy này. Nhắc để mọi người nhớ nha, tác giả của quyển sách là một nhà sử học. Vậy thì nhà sử học sẽ diễn giải những cái vấn đề thuộc về khoa học tự nhiên như thế nào? Bạn có thể xem thêm bài nói chuyện vô cùng thú vị của ông trên diễn đàn TED Talk. Mình sẽ để link trong phần mô tả của video để các bạn tiện theo dõi. Cội nguồn là cuốn sách giúp cho mình cảm nhận được một cách đầy thuyết phục về điều kỳ diệu trong sự tồn tại của chính bản thân mình. Bùm một cái, một vụ nổ kinh hoàng và vũ trụ thông báo sự xuất hiện của mình. Giữa cái vũ trụ hỗn ngang, hỗn độn đó, trái đất lặng lẽ xoay vòng trên trục nghiêng 23 độ năm ở một cái khoảng cách vừa đủ với mặt trời và mặt trăng, hội tụ dần những cái điều kiện để các dạng sống phát triển. Sự xuất hiện của ngôi nhà trái đất đã kỳ diệu như vậy rồi thì đương nhiên sự có mặt của chúng ta trong ngôi nhà này lại càng là một điều kỳ diệu. Vấn đề là những cái cấu trúc, những cái yếu tố để cho sự sống hình thành và tiếp diễn trong ngôi nhà chung đang bị chính con người tháo dỡ dần. Nếu như chúng ta không nhận thức và điều chỉnh kịp thời thì sự sống trên hành tinh có thể kết thúc trước cả khi đến hạn. Năng lượng là một cái yếu tố mình cảm thấy vô cùng thú vị trong cuốn sách này. Vụ đổ lớn tạo ra năng lượng nguyên thủy cho vũ trụ, để rồi bắt đầu từ đó thì mọi cái cấu trúc, mọi cái chuyển động, mọi dạng sống đều dựa trên nền tảng năng lượng. Năng lượng cũng chính là lý do vì sao con người bắt đầu trồng trọt, bắt đầu thuần hóa động vật, bắt đầu những cái đế chế, bắt đầu những cuộc chiến, bắt đầu công nghiệp hóa và đến bây giờ là toàn cầu hóa. Đọc cuốn sách này bạn sẽ thấy là sự phát triển của xã hội loài người không đồng nghĩa với việc là cái chất lượng sống của chúng ta được nâng lên, nhưng mà diễn biến của lịch sử nhân loại nó đều xoay quanh cái câu chuyện giải quyết vấn đề năng lượng phù hợp với quy mô của xã hội ở từng cái thời điểm, và đó là những cái lựa chọn, những cái quyết định không thể khác gì được. Và khi mà chúng ta soi chiếu cả cái quá trình này với những cái lý luận của các Marx về chủ nghĩa cộng sản thì bạn sẽ thấy được cái tính hợp lý của nó. Để tiến tới được một cái xã hội như vậy thì con người buộc phải giải cái bài toán năng lượng theo một cái cách thức khác. Và một lần nữa, đó là một lựa chọn tất yếu liên quan đến sự sống còn của giống loài cũng như của hành tinh. Mình thường hay nghe nói là con người hơn các loài động vật khác ở chỗ chúng ta có trí tuệ. Vậy điều gì tạo nên trí tuệ của loài người? Cội nguồn đã một lần nữa đào sâu và chỉ rõ cái điều tạo nên sự vượt trội của loài người đó chính là ngôn ngữ. Chúng ta không chỉ có một cái hệ thống âm thanh cảnh báo giống như các loài khác, mà chúng ta còn phát triển thành những cái bộ ngôn ngữ để truyền đạt được những cái thông tin phức tạp hơn, cũng như là lưu lại những cái chỉ dẫn, những cái kinh nghiệm cho thế hệ tiếp nối. Từ cái thuở xa xưa thì con người đã thường hay quây quần bên nhau để kể chuyện. Cái sự nhiều chuyện này nó chính là cái hình thức học tập tập thể đầu tiên. Rồi dần dần thì chúng ta có chữ viết, có sách báo ra đời rồi. Đến bây giờ thì chúng ta có cả một cái tàng kinh cát, các thể loại tài liệu để cho các thế hệ tiếp nối tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển. Bây giờ thì chúng ta không cần ai kể chuyện cho mình nghe nữa, mà hoàn toàn có thể chủ động trong cái việc lựa chọn cái gì là cần thiết, là quan trọng đối với mình. Từ thuở hồng hoang cho đến tận thời điểm này thì con người đều thông qua việc học tập để có được một cái cuộc sống tốt hơn. Ngày xưa là để có thể săn bắn hái lượm vào những cái khu vực an toàn hơn, thuận lợi hơn. Còn bây giờ là để có được thu nhập tốt hơn, một cái cuộc sống như ý mình hơn. Cái việc học cái gì, học như thế nào là lựa chọn mang tính thành bại của mỗi người. Và dường như nó là một cái luật chơi mà chúng ta không ai có thể ngoài cuộc.
Thật sự là nửa đầu cuốn sách này mình đọc vô cùng vật vả, bởi vì nó toàn là kiến thức về khoa học tự nhiên. Mặc dù là tác giả đã dày công so sánh giải thích những cái kiến thức này theo một cái cách thức vô cùng thú vị và dễ hiểu, nhưng mình vẫn cảm thấy rất là nóng ruột vì đọc hoài vẫn chưa thấy loài người xuất hiện ở đâu hết. Tuy nhiên, đến khi đọc tới cái phần viết về loài người á, thì mình mới thấy là tất cả những cái dẫn giải trước đó của khoa học tự nhiên đều là cần thiết và hợp lý. Hóa ra là mọi thứ trên hành tinh này đều có liên quan đến nhau. Và loài người chúng ta có họ hàng xa gần với tất cả những cái dạng sống còn lại. Mỗi một cái dạng sống, mỗi con người, thậm chí là cách chúng ta tổ chức xã hội thực ra cũng là đang mô tả lại cái cách mà vũ trụ vận hành. Đều có điểm khởi đầu và điểm kết thúc, đều tồn tại lớp lớp những bí ẩn cần được khám phá. Mình nghĩ quyển sách này không hẳn ai đọc cũng sẽ thích, nhưng đó là quyển sách cần được đọc bởi vì nó ẩn chứa bản đồ kết nối bản thân mình với vũ trụ, với vạn vật trên hành tinh, với những cá thể đang tồn tại và cả đã biến mất. Đọc quyển này để thấy được cái mối quan hệ mật thiết giữa khoa học và tôn giáo, để thấy rằng cái việc kết nối với cái gọi là tâm linh của vũ trụ thực ra cũng chẳng có gì là siêu thực, là huyền bí cả, mà ngược lại vô cùng có cơ sở. Bạn đã nhìn thấy sự kết nối của bản thân mình với vạn vật xung quanh chưa? Hãy để lại chia sẻ của bạn trong phần bình luận và chúng mình sẽ còn gặp lại. Hẹn nhé!